Đi đâu mà khăng khăng hả vậy anh? Mới vào hai tờ giấy số, trúng giải 6, hai tờ, 8 xị. Giờ anh chạy ngoài lãnh nè. Ông nội này mấy hôm nay hên dữ vậy chạy. Tiền không được sao mà mặc gì kỳ vậy? Đánh rồi, cầm tiền đi ra mừng quá quên đội nón bảo hiểm, chạy vào đường bị giao thông bắt, phạt 3 xị. Bực bội. Thì cũng còn 500, có gì đâu bực bội. Rồi chạy vào đường về, xe bị bể vỏ cái nữa, thay cái vỏ hết 5 xị. Rồi, bố Thiên trả địa luôn, lỗ tiền xăng luôn. Anh có tiền không cho em mượn 1 triệu đỡ đi mơ em trả cho, có một chuyện gấp. Trả thiệt không mà nghe. Thiệt, sáng mai em trả lại cho, uy tín. Ủa rồi tiền lãnh lương anh đưa em đâu hết rồi, giờ mượn anh? Tiền bỏ ông heo hết rồi, giờ cần xài không đủ xài nè. Có nhiêu tiền cũng bỏ ông heo, giờ cần không có xài. Chứ, đợi xíu. Ủa, mà quên anh còn có 800 mà. Rồi xong, 800 không có đủ. Thiệt chứ. Em có 200 nữa không? Cho em mượn 200 đi. Rồi anh vô anh lấy 800 của anh thành 1 triệu rồi anh cho em mượn. Ừ có, đi vô nhà em đưa cho. Ừ, vô. Anh. Cái gì vậy? Nó bụng. Đợi xíu anh dọn dẹp đồ xong rồi anh vô nấu ăn, làm đồ ăn cho em. Chồng là nhất. Hồi đó mới cứ về nấu hay lắm. Em biết nấu ăn, giờ cứ gì xong bắt tôi nấu thêm bà luôn. Em biết thiệt chứ bộ, hồi đó mà chưa cưới nha, mẹ mà không có nhà em tự vô biết không đó trời. Rồi biết nấu gì kể nghe coi, sao mới cưới tới giờ không thấy em nấu gì dân vậy? Em hâm lại đồ ăn của mẹ nấu á. Ủa anh sao giờ này không vô ngủ, ngồi đây làm gì vậy? Đang gậu gì vậy? Thì từng trước anh mượn của Hùng 5 triệu đó. Hứa nó ngày mai trả nè. Mà hôm nay chưa có con cắt nữa. Trời ơi, gì cũng gầu đương thảo đem mượn đi. Alo, anh Hùng hả anh Hùng? Ờ từng trước chồng em mượn anh 5 triệu. Nó mời trả. Mà mời chồng em không có tiền trả đâu nha. Vậy nha. Cái gì vậy? Rồi đó, anh hết gầu chưa? Yên tâm đi ngủ chưa? Cho thằng Hùng nó gầu đi. Đi vô ngủ. Vậy cũng được chứ trời. Ông nội này làm gì đi gấp gấp gì trời. Mờ mờ ám ám. Giấu hôi đen á. Chết rồi. Ông giấu quỷ đen phải không? Cái gì vậy trời? Ông mờ mờ ám ám ra đây làm gì? Tôi đi xả nước. Đi đá xong vô toilet đáy. Ra đây làm gì? Cái gì vậy trời? Anh, tuần sau trên mẹ chẳng có đánh dỗ em với con về chẳng chơi mấy bữa nha anh. Ừ, mấy bữa cụ thể là bao nhiêu? 3 tuần. Cái gì 3 tuần hả? Sao nói mấy bữa? Thì nói vậy thôi, chứ giờ chơi mấy bữa sao đã. Ở đây làm khổ anh chưa đủ sao, về chở anh làm khổ cha mẹ chở anh nữa. Nói gì vậy? Thôi về nhiêu tuần về. Không chửi không được. Ủa, nồi cơm đâu? Thôi chết, em quên lấy rồi, anh lấy giùm em luôn đi.
quên lấy cái muỗng bấy cơm mày, anh lấy giùm em cái muỗng bấy cơm luôn đi. Trời ơi, sao em nãy em nói luôn em, thiệt chứ. Nè. Thôi chết, thiếu cái chén rồi anh ơi, lấy giùm em cái chén thôi. Mệt thiệt chứ. Làm gì vậy? Ngồi xuống đi, ăn cơm đi. Ngồi xuống đi, ăn cơm đi, xong rồi. Thôi chết. Quên lấy chai nước tương rồi anh ơi. Trời ơi, Mỹ ngăn luôn á.